Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spider Room News, nơi chúng ta sẽ cùng nhìn qua tất cả những sự kiện đáng chú ý cả trong và ngoài nước trong một tuần vừa rồi. Và để bắt đầu số thứ 3 của Spider Room News tuần này, chúng ta hãy cùng đến với những thông tin quan trọng trong nước. Theo rất nhiều thông tin báo chí, vào ngày 19 tháng 6, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đưa ra thông báo khẳng định một số nội dung thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang không đúng chánh pháp, gây hoang mang trong xã hội. Chính vì vậy, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự quyết định kỷ luật Thượng tọa Thích Chân Quang như sau: không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền Tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong thời gian 2 năm. Thiền Tôn Phật Quang và Thượng tọa Thích Chân Quang phải thu hồi tất cả các phái quy y Tam Bảo có nội dung tự sửa, không đúng với ngũ giới do Đức Phật chế trong giới luật Phật giáo. Thượng tọa Thích Chân Quang và Ban Quản lý Thiền Tôn Phật Quang phải chấn chỉnh sinh hoạt của các đạo tràng, chúng thanh niên Phật Quang tại các tỉnh, thành phố. Theo thông tư quy định, mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước từ Bộ Công an, thẻ căn cước mới từ ngày 1 tháng 7 sắp tới sẽ thay đổi hàng loạt thông tin. Ở mặt trước, tên căn cước công dân đổi thành căn cước, số đổi thành số định danh cá nhân, họ và tên đổi thành họ, chữ đệm và tên khai sinh, ngày sinh trở thành ngày tháng năm sinh. Đáng chú ý, mặt sau của thẻ mới sẽ in mã QR thay vì ở mặt trước như hiện hành. Thông tin nơi thường trú đổi thành nơi cư trú, quê quán thành nơi đăng ký khai sinh. Với thẻ mới, đặc điểm nhận dạng và vân tay ngón trỏ trái phải trên mẫu thẻ hiện hành sẽ được bỏ. Chữ ký của cơ quan cấp thẻ đổi từ Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội thành Bộ Công an. Hiện nay Bộ Công an chỉ cấp một mẫu thẻ căn cước công dân cho người từ 14 tuổi. Tuy nhiên từ mùng 1 tháng 7 sẽ có hai mẫu thẻ căn cước công dân cho công dân từ 0 đến 6 tuổi và người từ 6 tuổi trở lên. Vào ngày 16 tháng 6, ông Lê Lưu Dũng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Jungle Boss cho biết, đoàn thám hiểm của công ty phát hiện một loài sinh vật lạ ở trong hang hùng ở vườn Phong Nha Kẻ Bàng. Qua mô tả, vị trí phát hiện loài sinh vật này cách cửa hang khoảng 300m. Khảo sát bước đầu, loài sinh vật này có thân chính màu trắng đục, nhiều nhánh trẻ ra các phía. Chiều dài các nhánh khoảng vài cm giống với loài sao biển. Phía trên nhiều sợi tua khoảng một găng tay màu trắng và có thể có giãn. Chúng phân bố trong diện tích hàng chục mét vuông với khoảng từ 40 đến 50 cá thể. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình cho biết sẽ gửi hình ảnh loài sinh vật này đến các chuyên gia đầu ngành về sinh vật để tham khảo ý kiến. Ngay khi thông tin về loài sinh vật lạ này xuất hiện trên mạng xã hội, cư dân mạng tỏ ra rất hứng thú và đặt ra rất nhiều giả thiết. Và đây là những gì mà Spider Room News thu thập được. Sự kiện rất đáng chú ý trong tuần vừa qua chắc chắn phải nhắc tới chính là chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Putin đã có 4 lần sang thăm Việt Nam trước đó vào các năm 2001, 2006, 2013. Lần còn lại vào năm 2017 khi Tổng thống Nga đến Đà Nẵng để dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Lần còn lại vào năm 2017 khi Tổng thống Nga đến Đà Nẵng để dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Trong lần thứ 5 tới Việt Nam, ông Putin đến Hà Nội vào lúc gần 2 giờ sáng ngày 20 tháng 6 và rời Hà Nội vào lúc 23 giờ tối cùng ngày. Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Putin đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Lễ đón chính thức Tổng thống Putin được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất danh đón nguyên thủ quốc gia. Trong chuyến thăm, ông Putin đã hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm, hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Đến tối ngày 20 tháng 6 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp gỡ lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nga và các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam học tập tại Liên bang Nga. Còn bây giờ, hãy tiếp tục theo chân Tổng thống Vladimir Putin đến với những tin tức thế giới đáng chú ý diễn ra trong tuần vừa rồi. Trước khi tới Việt Nam vào ngày 20 tháng 6 vừa rồi, Tổng thống Vladimir Putin đã đến thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên lần đầu tiên sau 24 năm, với chương trình nghị sự chính diễn ra trong ngày 19 tháng 6. Đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trao tặng huân chương Kim Nhật Thành, danh hiệu cao quý nhất tại Triều Tiên cho Tổng thống Putin. Ông Kim tuyên bố, huân chương được trao tặng như biểu hiện của sự tôn trọng và tin tưởng vô bờ bến của chính phủ và nhân dân Triều Tiên dành cho Tổng thống Putin. Ngoài ra, ông Kim Jong-un đã tặng một cặp chó săn Pungsan cho Tổng thống Putin khi hai nhà lãnh đạo đi dạo trong vườn của nhà khách Kumsusan.
Đáp lại lòng nhiệt thành, Tổng thống Putin đã tặng ông Kim Jong-un một chiếc xe thương hiệu Aurus. Chính ông Putin đã đích thân chở nhà lãnh đạo Triều Tiên đi một vòng quanh khuôn viên cung điện Kumsusan. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, ông Kim và ông Putin đã có cuộc trò chuyện thân thiện và chân thành, thảo luận về các kế hoạch quan trọng nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược và liên minh giữa hai nước, cũng như bảo vệ lợi ích chung cốt lõi. Honda sẽ ngừng toàn bộ dòng xe máy chạy xăng và chuyển sang kinh doanh xe máy thuần điện vào năm 2040. Thông tin này được ra mắt sau cuộc họp chiến lược đầu tư lâu dài của Honda. Hãng khẳng định xe điện là giải pháp hiệu quả nhất trong việc sản xuất phương tiện cỡ nhỏ như là xe máy và ô tô trong tương lai. Đây là lần đầu tiên Honda đặt ra mốc thời gian cụ thể trong quá trình điện hóa sản phẩm của mình. Trong thời gian tới, Honda sẽ tung ra 10 sản phẩm xe điện, bao gồm cả xe máy lẫn ô tô trong năm 2025. Hãng cũng đặt mục tiêu bán được 1 triệu xe máy điện vào năm 2026. Đến năm 2026, con số này được kỳ vọng sẽ tăng lên 3,5 triệu chiếc xe bán ra mỗi năm và chiếm khoảng 15% doanh số bán xe hai bánh của Honda. Ngày 18 tháng 6, cổ phiếu của Nvidia đã tăng lên 3,6%. Qua đó, nâng giá trị vốn hóa của nhà sản xuất chip lên 3,34 nghìn tỷ đô. Mức tăng này cũng giúp Nvidia vượt mặt Microsoft để trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới. Kết thúc phiên, với việc cổ phiếu giảm 1,1%, giá trị vốn hóa của Apple hiện ở mức 3,29 nghìn tỷ đô. Theo thống kê, giá trị cổ phiếu của Nvidia đã tăng hơn 170% kể từ đầu năm cho đến nay và tăng đến 9 lần kể từ cuối năm 2022. Điều này xảy ra bởi xu thế ứng dụng và phát triển trí tuệ nhân tạo đang vô cùng cấp thiết của các công ty cụ thể trên toàn thế giới. Cụ thể, Nvidia đã chiếm khoảng 80% thị trường chip AI dùng trong trung tâm dữ liệu, một lĩnh vực kinh doanh đang phát triển mạnh mẽ, nơi mà OpenAI, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta đang chạy đua sở hữu các bộ vi xử lý để xây dựng các mô hình AI. Sự tăng trưởng này giúp cho tài sản của chủ tịch kiêm CEO Nvidia Jensen Huang lên mức 117 tỷ đô. Mạng xã hội Việt Nam tuần vừa qua lan truyền thông tin về một buổi hòa nhạc đặc biệt tại thung lũng Silicon, khi một robot được lập trình hoàn hảo về kỹ năng ca hát, rap đã có một màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Theo mạng xã hội, cha đẻ của ca sĩ robot là Tech Fusion Dynamics, một công ty khởi nghiệp chuyên sản xuất các loại robot phục vụ cho lĩnh vực biểu diễn. Những sản phẩm robot mà Tech Fusion Dynamics tạo ra được cài cắm một hệ thống trí tuệ nhân tạo rất thông minh, có khả năng đảm nhiệm nhiều vai trò như là ca hát, nhảy múa, rap. Tuy nhiên, qua xác thực từ các nguồn báo chí chính thống thì thực tế không có buổi biểu diễn nào diễn ra cả. Hả? Tất cả đều chỉ là thông tin giả. Chẳng có buổi hòa nhạc nào cả và Tech Fusion Dynamics cũng chẳng tồn tại. Sự việc này cho thấy tin giả có thể lan truyền nhanh chóng và đánh lừa mọi người dễ dàng như thế nào. Và hãy chọn cho mình những nhà cung cấp tin tức đáng tin nhé. Và tin tức cuối cùng trong bản tin Spyroom News tuần này là về Euro 2024. Tính đến thời điểm video này lên sóng, đã có 5 đội tuyển chắc chắn lọt vào vòng 16 đội, bao gồm Thụy Sĩ, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Đức. Tuy nhiên, thông tin mà Spyroom News cho rằng thú vị nhất là việc CR7 mới đây đã thiết lập kỷ lục mới theo một cách cực kỳ bất ngờ. Cụ thể, trong cả hai trận đấu vòng bảng với Cộng hòa Séc và Thổ Nhĩ Kỳ, Ronaldo đều thể hiện quyết tâm ghi bàn lớn. Nếu lập công ở giải đấu năm nay, anh sẽ đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 6 kỳ Euro liên tiếp. Thế nhưng khi đứng trước thời cơ lớn để có được bàn thắng lịch sử, CR7 đã gác thành tích cá nhân sang một bên và chuyền bóng cho Bruno Fernandes lập công. Trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra bất ngờ với cách xử lý của siêu sao số 7. Nhiều người đã lên tiếng khen ngợi khi cho rằng Ronaldo đã bớt ích kỷ và biết hy sinh vì đội tuyển. Đường chuyền bóng của CR7 thậm chí đã tạo nên cơn sốt trên mặt báo và mạng xã hội toàn cầu. Dù không thể đi vào lịch sử theo cách ghi bàn, nhưng Ronaldo cũng tạo nên kỷ lục vĩ đại khi trở thành cầu thủ có nhiều đường kiến tạo nhất trong lịch sử Euro với 7 lần. Liệu có những kỷ lục nào khác mà siêu sao Bồ Đào Nha sẽ phá vỡ trong kỷ Euro năm nay? Hãy cùng chờ đón những điều kỳ diệu trong The Last Dance của Ronaldo nhé! Và đó là toàn bộ những tin đáng chú ý chúng mình muốn đưa đến các bạn. Các bạn nghĩ sao về chương trình này? Nếu các bạn thích, hãy like và subscribe để ủng hộ chúng mình. Đây là Spider Room News, còn mình là Pink Dot. See ya!